viết mục bác sĩ cây trồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con và các bạn đang đến với chuyên mục bác sĩ cây trồng, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Thưa bà con, mở đầu chuyên mục hôm nay, Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, sẽ trình bày đặc điểm và cách phòng trừ con muỗi hành. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Kính thưa quý anh nông dân, thưa các bạn nghe đài. Thì trong chuyên đề ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày một cái đối tượng là con muỗi hành. Thì tại sao mình là con muỗi hành là bởi vì con bác, nhất là con bác ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì con biết là trong cái thời gian gần đây tức là trong vòng 2 tháng gần đây đó, thì cái muỗi hành nó gây hại nặng ở trên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì thưa các bác, ở Việt Nam trước đây cái muỗi hành á, còn gọi là con muỗi năng muỗi hành đó, nó gây hại trên diện tích nhỏ thôi, không có quan trọng. Nhưng mà từ năm 2010 trở lại đây đó, thì nó có khuynh hướng tăng lên. Riêng trong năm 2022, tức là mới mấy tháng gần đây đó, cái diện tích cái nhiễm cái vụ đông xuân muỗi hành đã lên đến 31.000, thì tập trung ở các tỉnh nhiều nhất là An Giang 25.000, Kiên Giang khoảng gần 3.000, Đồng Tháp cũng khoảng hơn 1.000. Thì cái diện tích đó, cái tăng này có cái tính chất là nó rất là đột biến. Chứ trước đây nó chỉ một năm nó chỉ cần 1-2.000 ta tới 1-3.000 ta thôi. Thưa bác, cô bác, thì cái con muỗi hành nó có thể nó gây hại quanh năm, nhưng mà thường thường ở trong các tỉnh phía Nam nó tập trung vào cái vụ đông xuân và hạ thu, nhất là những cái chân cái là sa muộn đó, và nó gây hại tập trung vào giai đoạn bắt đầu ta đẻ nhánh, tức là khoảng 15 ngày cho đến khi nó đẻ nhánh tối đa là khoảng 30 ngày hoặc 30 ngày hơn. Theo chúng tôi đó, có nhiều nguyên nhân, mà trong đó có 2 nguyên nhân chính đó. Một là do cái điều kiện thời tiết năm nay nó có cái trái mùa. Thì 1-2 tháng gần đây thì cho tới bây giờ đã có những cái cơn mưa trái mùa, hay là có thể là mưa sớm nữa, cho nên cái tiết trời nam mưa rồi nhiều sương mù là cái điều kiện thuận lợi cho con muỗi nó gây hại. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là chúng ta trồng cái giống dễ nhiễm, chẳng hạn giống OM18, giống Đài Thơm 8, giống Jasmine 85, giống OM4900, OM5451 vân vân. Thì đó là 2 nguyên nhân chính yếu. Thì cái triệu chứng muỗi hành tức là cái bụi lúa nó thấp, cái bụi lúa ta đẻ nhiều chồi, cái bẹ lá nó bóp nó cứng, cái lá nó đứng lên, và cái lá nằm ở nhiễm sớm nó có màu xanh thẫm hoặc là màu trắng, và cái dạng lá là chữ V. Thì trong bụi lúa chúng ta sẽ thấy là có nhiều cái cọng hành nó màu trắng ngà và cái ngọn nó vẫn xanh đấy, nó làm cái triệu chứng mình rất là dễ nhận diện của bác. Cái gây hại của muỗi hành thì chúng tôi cũng xin trình bày là nó hơi cụ thể chút xíu, là con muỗi hành nó khác với con muỗi nhà. Thành ra con muỗi hành nó đẻ trứng trên cái lá đó, cái trứng nó nở ra con dòi, thì con dòi nó mới bò xuống chỗ đâu, bò xuống cái phần tiếp giáp giữa cái bẹ và cái thân, sau đó nó đục lỗ, nó chui vào trong cái thân lúa chúng ta, và nó chui vào cái đỉnh sinh trưởng của cây lúa đó, tức là cái nơi mà nó tạo ra cái lá đó. Rồi tại đây đó, cái con muỗi, con dòi đó, nó cắn phá và nó thải ra cái chất độc có trong nước miếng, làm cho hai cái mép lá nó dính lại với nhau, nó kéo dài ra, rồi cái gốc bẹ lúa nó phồng to lên, dần dần nó phát triển thành ống hành. Thì cái tép lúa nó bị hại, nó không có cho dẻ, không cho bông, nhưng mà cây lúa nó có thể mọc ra cái chồi mới để nó bù lại, các bạn. Thì thông thường cho thấy là cái ống hành nó xuất hiện từ khoảng sau khi ta xạ khoảng 30 ngày trở đi, chứ còn trước đó thì nó ít cái xuất hiện lắm. Thì cái vòng đời của con muỗi hành ở đồng bằng sông Long thì người ta tính nó khoảng chừng là 20 đến 30 ngày, thì mình tính trung bình là khoảng gần tháng đi ha. Bây giờ chúng ta xem cái cách phòng trị như thế nào, bởi vì nó quan trọng. Đầu tiên ta nói biện pháp tổng hợp, tức là phải vệ sinh đồng ruộng, phải diệt sạch cái cỏ dại, bởi vì cái cỏ dại là cái nơi mà cái con muỗi ẩn náu là cái nhất. Cái thứ hai kia làm đất, bà con chuẩn bị làm đất cho nó bằng phẳng và kỹ ha, thì không để cái mực nước trong ruộng nó sâu quá 5 cm, không có xạ cái dày, xạ cái muỗi nên xạ cái đồng loạt. Cái biện pháp thứ ba là chúng ta chọn cái giống ít nhiễm ở địa phương, đó, bón đầy đủ NPK, không bón thừa đạm, nhớ tăng cường bón lân kali kẽm để cái lá nó cứng. Rồi một biện pháp nữa rất quan trọng theo chúng tôi là cái đặt bẫy đèn. Chúng ta đặt bẫy đèn, chúng ta để cho chúng ta biết là con muỗi hành nó xuất hiện khi nào. Và khi nó có thì chúng ta phải phòng trừ ngay, tức là phòng trừ ngay khi cái muỗi nó ra rộ. Sau đó nữa thì chúng ta thăm đồng thường xuyên ha. Con muỗi hành là chúng ta phòng trị sớm trước khi nó đục vào cái bẹ nha các bạn. Bây giờ nếu phòng trị, bây giờ nếu nó có nhiều thì sao? Thì nếu mắm muỗi nhiều chúng ta cần phun ngay. Và chúng ta phun tập trung, phun trong vòng 1-2-3 ngày thôi. Bởi vì con muỗi này chỉ sống 1-2-3 ngày thôi các bác, thì chúng ta
phun thì có thể phun cái gì? Chúng ta có thể phun những cái thuốc độc chẳng hạn dầu khoai SK để ta vừa xua đuổi vừa làm ung trứng, hay là chúng ta có thể pha dầu khoai SK với những loại thuốc trừ sâu như trà sen mạn alpha, là trà sen 25EC, samida. Nói chung là con muỗi nó rất là dễ chết mà thuốc trừ sâu các bác, thành ra chúng ta không có cần phải dùng nhiều ha. Chúng ta có thể pha dầu khoáng với những loại thuốc chúng tôi vừa kể đó để chúng ta phun để vừa diệt trứng và vừa diệt muỗi. Nếu chúng ta không phun thiệt quá ha, nhớ phun tập trung khi thấy muỗi xuất hiện, phun trong vòng 1 đến 3 ngày và nên phun buổi chiều, chiều mát ha, bởi vì con muỗi nó hoạt động, nó bắt cặp, nó đẻ trứng, nó gây hại vào đêm, cho nên chúng ta phun buổi chiều. Còn nếu mà cái ruộng nó xuất hiện rải rác ống hành, rải rác nha, thì chúng ta có thể vừa phun vừa kết hợp với thuốc hạt rải chẳng hạn như là Sago 3G hay là Galo 4G. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại điểm hết cái thời điểm quyết định để phun thuốc ngừa con muỗi hành này là trước 30 ngày sau khi xạ. Cái giai đoạn mà chúng ta cần chú ý là 15 đến 30 ngày. Còn sau giai đoạn này, cái việc chúng ta phòng trừ nó không còn hiệu quả và lại rất tốn kém của bác. Đó là một số những vấn đề chúng tôi cũng xin trình bày với cô bác về con muỗi hành để cô bác có cái thông tin để chúng ta tham khảo. Xin cảm ơn cô bác đã và các bạn nghe đài. Bà con vừa nghe thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, trình bày đặc điểm và cách phòng trừ con muỗi hành.